thưa quý vị sáng nay ngày 10 tháng 9 tổng lãnh sự ấn độ tại thành phố hồ chí minh ông madan Sethi đã đến chào xã giao lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh long an nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phạm tấn quà chủ trì buổi tiếp trao đổi với lãnh đạo tỉnh ngoài dịp đánh giá cao sự phát triển năng động môi trường đầu tư thông thoáng minh bạch của tỉnh long an ngài tổng lãnh sự ấn độ cũng mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư phát triển tại địa phương, đặc biệt là thắt chặt hợp tác nghiên cứu, thực hiện các dự án công nghệ thông tin, công nghệ cao, lĩnh vực giáo dục, giao lưu văn hóa, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Quà chúc mừng ngài Tổng lãnh sự đã có nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam và mong muốn, muốn mối quan hệ hợp tác giữa Long An với Ấn Độ ngày càng được củng cố và phát triển bền vững, thành trưởng hơn nữa trong tương lai. Trên địa bàn tỉnh Long An hiện có 7 dự án của Ấn Độ đang hoạt động. Ngoài ra, tỉnh cũng đã tiếp nhận một dự án xây dựng chảy nhà bao phòng học tại trường tiểu học Nguyễn Giang Dinh, quyền Mộc Quá, từ nguồn vốn của chính phủ Ấn Độ trị giá 50.000 đô la Mỹ.